Ruby xin chào các bạn. Sau khi cô Hằng nói cô này là người của Việt Tân, thì rất nhiều ý kiến của dân mạng lên tiếng. Và họ đã nói gì? Mời cô chú anh chị cùng xem video. Đây là clip cuộc trò chuyện của hai người ngày 12 tháng 10. Có người không có theo dõi, hiểu cơ ở đây. Nói này nó gây, nhưng mà không đâu mà mình nói có người nó vào, nó mướn rồi. Riêng em thì có quá xưa rồi. Tự nguyện không bao giờ em mới tính. Thì bây giờ mấy bà con, bây giờ này cũng có người sẽ có một dịp nào đó em chia sẻ với chị là chị sẽ nhận ra được tất cả những người mà ở trong chạy An Phước và về vấn đề mà gọi là tù chính trị đều bị tụi nó bỏ mũi và hứa hẹn xong rồi đẩy người ta vào tù, đẩy người ta vào tù 10 năm, 20 năm chung thân. Nhất là ông Đàm Minh Quân là một trong những người xúi dục chị em phụ nữ và độc thân không có gia đình, chuyên môn chống lại chính quyền nhà nước Việt Nam. Và khi đi tù, không có ai mà muốn mình được, không có nơi nào mà tốt đẹp hơn mình được. Đừng bao giờ có tư tưởng đó, em khi chị dừng. Đừng hỏi mấy câu vui đi, dừng nói những vui đi chị ơi. Đây là hình ảnh dân mạng đưa lên. Mời các bạn nghe lại đoạn phun cuộc trò chuyện của hai chị qua góc quay khác. Sao mà hôm nay ai tới gặp cô Hằng cũng được khóc hết trơn, khóc muốn xỉu luôn rồi kìa, không muốn xỉu luôn rồi kìa, khóc sức muốn xỉu luôn rồi. Đó chị làm vậy là em lại không như mọi người mà nước mắt này đâu có giả được. Cái đó là phải có cảm xúc thì người ta mới rơi nước mắt được. Nói chung là cô Hằng tâm linh nhiều quá vậy. Nên là khi mà gặp mọi người cảm xúc khá thì cô cũng nghẹn ngào. Hôm nay là một ngày rất là đặc biệt đó nha. Hôm nay là có một chị chuyên làm từ thiện thì đã đem cái bánh kem lên trên thời gian để mà làm sinh nhật cho cô Hằng. Với lại là một chị cũng là tạm tù trong cái cô Hằng cũng lên để mà gặp cho cô Hằng. Bây giờ thì một cô nào từ xa xa tới thì ôm cô Hằng lên xuống luôn. Sẽ có một dịp nào đó em chia sẻ với chị là chị sẽ nhận ra được cả những người mà ở trong trại giam An Phước và về vấn đề là tù chính trị đều bị tụi nó bỏ mũi và hứa hẹn xong rồi đẩy người ta vào tù, đẩy người ta vào tù 10 năm, 20 năm chung thân. Nhất là ông Đàm Minh Quân là một trong những người xúi dục chị em phụ nữ và độc thân không có gia đình, chuyên môn chống lại chính quyền nhà nước Việt Nam. Và khi đi tù, không có ai mà muốn đi, không có nơi nào mà tốt để chúng tôi đi. Đừng bao giờ có tư tưởng đó, em khuyên chị dừng.
Trời cũng khỏe dữ ha. Đạm đĩa luôn á. Bị quá nhiều dư luận, bà mới lên bà nói trại như thế. Bà nói trại mà người ta cũng khám phá ra được là bà nói tào lao. Bà nói rằng là ôi, có một người phụ nữ tới gặp bà. Người phụ nữ đó là tự xưng Việt Tân để mà kích động bà, nói bà là đi gặp Sư Minh Tuệ, giải cứu Sư Minh Tuệ, để fan của Sư Minh Tuệ cộng với fan của bà xuống đường rồi lật đổ nhà nước. Nghe tin được không? Không. Người phụ nữ đó có gặp bà thì đây chỉ là giữa bà với cái người phụ nữ đó. Tôi không biết cái người phụ nữ đó nói với bà hồi nào. Trước khi bà lên clip, bà nói rằng là bà ở trên cao, đỉnh cao, bà quất không trời phát nào. Bà chứng minh điều đó đi. Hay là sau này mới có. Đó là cái điều mà người ta nghi ngờ. Rồi trách nhiệm một công dân, bà tự nhận là người yêu nước. Khi một người phụ nữ tự xưng Việt Tân thì bà nốt tê lại. Người này tên gì, ở đâu, đủ thứ hết. Bà báo cáo công an để cho các cơ quan chức năng làm việc, chứ không phải là bà giữ lại đợi một ngày nào đó bà quất không trời phát nào là không có đúng. Bà hãy nhớ như bà đã nói rằng bà là người có ảnh hưởng đám đông. Đương nhiên Việt Tân là muốn tiếp cận những người có ảnh hưởng đám đông, như muốn tiếp cận bà là đương nhiên. Tiếp cận bà không có nghĩa là thành công, đồng ý với bà. Vậy thì họ cũng muốn tiếp cận với Sư Minh Tuệ. Có hay không? Có. Họ muốn tiếp cận chứ. Nhưng có thành công hay không? Không. Nhiều người muốn tiếp cận Sư Minh Tuệ với nhiều lý do, nhiều âm mưu, và ngay cả làm hại Sư Minh Tuệ nữa. Bây giờ bà mà lên tiếng về Sư Minh Tuệ là không có được nữa. Bây giờ bà lên tiếng về ai đây bây giờ? Nên bà mới nói rằng có những kẻ kích động. Chuyện đó là phận vụ của các cơ quan chức năng, bà phải báo cáo ngay. Và ai kích động như thế nào, bà hãy hợp tác với các cơ quan chức năng, chứ không phải lên trên mạng xã hội livestream làm ồn ào như thế. Đó không phải là hành động của người yêu nước, mà đó là một sự xáo trộn của xã hội. Tôi khẳng định như thế. Không xong rồi, bà Phương Hằng theo phe Việt Tân. Mới đây, có một người phụ nữ tự xưng mình là người của Việt Tân đến tìm cô Hằng để tâm sự. Khi cô Hằng ra tù, chúng nó thấy cô quá bất mãn, nên Việt Tân đã cử người đến để trèo kéo, nhờ cô xuống đường để lật đổ chính quyền nhằm dựng lại chế độ cũ. Nhưng có rất nhiều ý kiến và quan điểm xoay quanh người phụ nữ được cho là người của Việt Tân này. Thứ nhất, đây là kịch bản do cô Hằng dựng lên. Nếu đây là kịch bản do cô dựng lên, thì cần gì phải thuê diễn viên, và làm gì có diễn viên nào dám đứng ra để nhận mình là người của Việt Tân rồi đăng lên cho cả nước biết. Mọi người có thấy diễn viên nào chịu đi tù chỉ vì diễn một màn kịch giả hay không? Thứ hai, tại sao bà Phương Hằng không giao đến cơ quan chức năng? Một khi thành phần phản động này đã ra bến Đại Lam thì cô đã tính trước cả rồi. Cũng có khi cô đã báo trước, nhưng cô lại đang dùng chiều thả con sang sắt bắt con cá rô, thả mồi vào lưới rồi kéo lên cả đàn. Đây gọi là làm việc có toan tính. Thứ ba, tại sao cô Hằng lại không tiết lộ danh tính của người này, và tại sao lại kéo ông Minh Tuệ vào câu chuyện? Không ai có quyền tiết lộ danh tính của người khác nếu như chưa có sự đồng ý của cơ quan chức năng và bên bị tiết lộ thông tin. Theo như tôi hiểu thì hiệu ứng đám đông nó rất đáng sợ, nó có thể phát động làm việc này việc kia qua hiệu lệnh của chủ thể. Nếu tất cả mọi người tập trung như vậy thì sẽ rất dễ bị lôi kéo, dẫn đến các bạo loạn có thể xảy ra. Cũng có rất nhiều người cho rằng Việt Tân đang lợi dụng hình ảnh của thầy Thích Minh Tuệ để lôi kéo rất nhiều người vào cuộc chiến drama này. Tất cả sự việc trên đều là giả thuyết được cư dân mạng truyền tai nhau. Và cuối cùng, chúng ta hãy đợi cơ quan chức năng vào cuộc xác minh điều tra cụ thể sự việc, không lên tin cũng như không công kích bất kỳ ai trước khi sự việc được phơi bày. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Còn các bạn nghĩ sao về The Jammer này thì hãy comment bên dưới nhé. Giờ Ruby xin chào và hẹn gặp lại.